Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đây là cái khu vực, đây là trong làng, một cái làng, có lẽ là cái làng cổ ở Hà Nội. Đây là làng Trung Kính. Ở làng này các bạn rất dễ nhìn nhận thấy đây có một cái cây đa. Đó. Đó. Cái cây đa này với đây là cái hồ. Ven đây là cái hồ xung quanh làng á. Buổi sáng thì mọi người họ đang đi làm việc, đi bộ quanh hồ. Giờ Tuấn Dương sẽ đi một vòng quanh cái khu vực này. Ở đây thì ngay khu này là đằng sau lưng của Tuấn Dương là chợ Trung Kính. Thì lát xíu chúng ta sẽ đi vô chợ. Bây giờ sẽ đi vòng vòng đây xíu ạ. Dương sẽ đưa cả nhà đi một vòng quanh cái khu vực hồ này. Ngoài kia thì là đường Trần Duy Hưng, cà phê, karaoke. Nay muốn đưa cả nhà đi coi cái cuộc sống ở trong cái hẻm, các cái con ngõ nhỏ, phố nhỏ của Sài Gòn. Phía đá rau sạch, hồ nước đây cả nhà. Bác này bác đẩy xe đi bán dép này. Ai bán dép đây? Đó. Trong một cái khu dân cư này mà có một cái hồ nước, rồi tiếng chim hót, rất là tuyệt vời nhá. Đây có thể gọi là một cái hồ. Đó, ra đi nhé. Ngõ 106 Trần Duy Hưng. Cà phê kiến. Bây giờ họ rao bán hàng, họ đi rao loa hết rồi các bạn. Đây hôm trước có cái cây này là hoa xưa mà Tuấn Dương không biết. Tuấn Dương quán ba tàu lẩu tiết canh, lẩu vị dân, bún bò Huế, bán thịt. Đấy, quán nước chè sáng. Đây là cái khu này là chợ Trung Kính hay cả nhà. Ta sẽ đi vô cái con hẻm. Trong hẻm thì họ cũng bán thịt, bán rau, ốc. Cháu ấy, cụ già mua rau buổi sáng. Gì đây? Cái gì đây? Alo. Chìa khóa rồi, chỗ máy giặt á. Thank you.
là sẽ đi trong cái con hẻm. Ở Hà Nội thì đây có lẽ đây phải gọi là ngách, ngõ và ngách. Dùng cái từ hẻm thì nó chưa chính xác à. Bún ốc chả cua chống thịt lộn. Đi ra đến đây thì lại là đường Trung Kính nhá. Đây chúng ta sẽ đi vào chợ Trung Kính nhá. Hà Nội, ngõ nhỏ, phố nhỏ. Đây là ngõ 39 phố Trung Kính nhá cả nhà. Lát xíu chúng ta sẽ đi vào một cái con ngõ nhỏ nữa để ăn sáng. Bây giờ thì Tuấn Dương đang dạo dạo một vòng để cho quý bà con cô bác thấy cái khu này thì nổi tiếng là nhiều nhà nghỉ, đây mình sẽ không có đi rồi. Mình không đi vào Trần Duy Hưng mà mình sẽ quay lại đây á. Song song với đường Trần Duy Hưng. Phố này rất nhiều nhà nghỉ. Bên đây là hồ. Đây có cây đa làng. Nhà văn hóa Trung Kính hả? Chợ tạm Trung Hòa. Đây, chợ tạm Trung Hòa. Đây là cổng làng.
đây lại có cây đa và cái đây chắc là một cái ngôi đình. Đây họ bán bún này, bún ốc, bún cá, bán bông buổi sáng. Trong cái con hẻm này thì dân ở những các cái nơi khác họ tới đây họ bán đồ ăn buổi sáng. Đây vải thiều đánh đống luôn. Cháo xôi và bán bánh mì, nói chung đồ ăn sáng ở Dương thấy rất là nhiều ạ. Bún chả, bún đậu mè. Bán thịt. Trong một cái con hẻm nhỏ này thôi mà họ bán khá là nhiều thứ. Nói chung nó như là một cái chợ, đủ để cho người ta có thể là mua bán đồ ăn thức uống. Bán chuối. Vì cái con hẻm nhỏ nên là Tuấn Dương không có thể dừng lâu. Đây con này đang bán sấu. Đây bán sấu. Sấu ở bao tiền ký chị? 20 ngàn. Chính các bạn. Ngọt thơm. Đó, ở đây thì rất là nhiều các cái hồ ở xung quanh khu dân cư này. Trên các bạn người chim có hố đường ngõ khá là sạch sẽ. Đổ rác xuống ao. Trên thì các bác ấy còn nuôi chim. Chim chim cò cò. Đó, đây các bác ấy nuôi cá rô phi này. Cái đây như là một cái có thể gọi là cái giếng làng. Bán hàng rong, ngọt thơm. Đó, các cái siêu thị. Hình thị. Đây đi ra được Nguyễn Chánh à. Đi một vòng mình cũng đã bắt đầu cảm thấy đói rồi. Họ bán trong nhà trong ngõ thôi nhưng mà đủ các dịch vụ cắt tóc nam, giặt là, bán trái cây, đồ ăn. Xào bún đậu, bún hải sản, tôm bề bề. Ở đây thì hoa phượng nở rực. Ra đi một vòng quanh đây ạ. Ở khu tiểu cảnh này thì ở đây các bác ấy trồng cây ở trong giữa cái khu dân cư.
Đây đang là ngõ 2 đường Nguyễn Chánh thưa các bạn. Giờ chúng ta sẽ đến một cái quán là bún sườn. Bún sườn chua. Đây. Em ngồi ngoài đây. Đây trong một con hẻm, đây là ngõ 2 Nguyễn Chánh. Chúng ta sẽ ghé đây là bún sườn chua Thanh Hà. Rồi. Giờ đi vô ăn nhé.